Xin chào các em. Hôm nay cô tiếp tục chia sẻ với các em giải bài tập dạng 2. Trước khi giải dạng 2, các em cần thuộc cho cô 3 sơ đồ lai một cặp tính trạng sau. Thứ nhất, cô quy ước xem A lớn là gen trội quy định hoa đỏ, A nhỏ là gen lặn quy định hoa trắng. Sơ đồ lai thứ nhất, bố mẹ dị hợp, lai với dị hợp. F1 nhận được 4 tổ hợp tử, 1/4 A lớn, 2/4 A nhỏ, 1/4 A nhỏ. Và ta cộng phần trội lại thì ta được 3/4 A lớn gạch quy định kiểu hình 3 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Các em cần nắm cho cô 4 số liệu sau. Tỷ lệ kiểu gen 1, 2, 1 là những con số đứng phía trước nhé các em. Số loại kiểu gen có 3 loại: A lớn, A nhỏ, A nhỏ. Tỷ lệ kiểu hình 3, 1 là số đứng phía trước nè. Số loại kiểu hình, 2 loại kiểu hình, thứ nhất là đỏ, thứ hai là trắng. Sơ đồ lai thứ hai, bố mẹ đem lai có kiểu gen đồng hợp trội với đồng hợp lặn thì F1 nhận được A lớn A nhỏ 100% hoa đỏ. Như vậy, 4 chỉ số, tỷ lệ kiểu gen, số loại kiểu gen, tỷ lệ kiểu hình, số loại kiểu hình đều bằng 1. Sơ đồ lai thứ ba là sơ đồ lai phân tích bố mẹ đem lai là dị hợp, lai với đồng hợp lặn. F1 nhận được 1/2 A lớn A nhỏ, 1/2 A nhỏ nhỏ. Tỷ lệ kiểu hình 1 hoa đỏ, 1 hoa trắng. Và các em cũng nắm cho cô 4 số liệu sau. Tỷ lệ kiểu gen 1/1 là số đứng phía trước nè. Số loại kiểu gen 2 loại, A lớn A nhỏ và A nhỏ nhỏ. Tỷ lệ kiểu hình 1/1 là số đứng phía trước hết kìa. Số loại kiểu hình 2 loại, đỏ và trắng. Ba sơ đồ lai này là kiến thức cơ bản, cô tạm gọi là gốc kiến thức. Nếu em nào không thuộc thì chúng ta sẽ bị mất gốc. Dạng 2, tính số loại kiểu gen riêng. Cô lấy ví dụ, bố mẹ dị hợp 3 cặp gen, lai với dị hợp 3 cặp gen. Số loại kiểu gen, ta có công thức 3 lũy thừa N, với N là cặp gen dị hợp. Như vậy 3 cặp gen dị hợp, các em thế N bằng 3 và 3 lũy thừa 3 bằng 27. Ta được 27 loại kiểu gen. Trong số 27 loại kiểu gen này thì loại kiểu gen dị hợp 3 cặp ở F1 có tỷ lệ là bao nhiêu? Muốn tính được số kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, ta gọi là số loại kiểu gen riêng. Để làm được bài tập thì các em sẽ thực hiện như thế nào? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em bài tập ứng dụng. Ta bắt đầu giải bài tập dạng 2 nha các em. Câu 1, bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Loại kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: cặp A dị hợp, lai dị hợp, cho dị hợp 2/4 nhân cặp B dị hợp, lai với dị hợp, cho dị hợp 2/4 giống A luôn. Cặp D đồng hợp lặn, lai với dị hợp là phép lai phân tích, cho ra đồng hợp lặn nhân 1/2. Như vậy các em bằng 2/4 này các em đơn giản là 1/2. Như vậy 3 1/2 nhân với nhau thì chúng ta được là 1/8. 1/8 chúng ta đưa về tỷ lệ phần trăm thì ta được là 12,5%. Các em chọn cho cô đáp án là câu C. Câu 2, bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Loại kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: như vậy loại kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ này bằng bao nhiêu? Các em áp dụng giống như câu 1 nha. Dị hợp, lai với dị hợp, cho dị hợp là 2/4. Cặp B đồng hợp, dị hợp, lai với dị hợp, cho ra đồng hợp là 1/4. Cặp D đồng hợp lặn, lai với dị hợp, cho ra dị hợp là phép lai phân tích nhé các em. Thì D lớn B nhỏ bằng 1/2. Như vậy các em đơn giản 2/4 này, 1/2 nhân 1/4 nhân 1/2 thì chúng ta được là 1/16. Câu B. Như vậy, để làm được bài tập, các em cần thuộc 3 sơ đồ lai cơ bản cô đã chia sẻ ở phần trên. Câu 3, bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn B nhỏ. Loại kiểu gen xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: như vậy loại kiểu gen A nhỏ A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D lớn bằng bao nhiêu? Các em áp dụng là cặp A đồng hợp lặn, dị hợp, lai với dị hợp, cho đồng hợp lặn 1/4 nhân cặp B dị hợp, dị hợp,
lai với dị hợp cho dị hợp 2/4, cặp D đồng hợp trội, đồng hợp lặng mà lai với dị hợp không có đồng hợp trội. Như vậy các em nhân không, nhân không thì bằng không. Đáp án câu C. Câu 4. Bố mẹ có kiểu sen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D lớn, xuất hiện kiểu sen ở F1 là: kiểu sen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ bằng bao nhiêu? Em nào chưa cục, cô ghi lại sơ đồ lai thứ nhất nè. Như vậy dị hợp lai với dị hợp thì chúng ta cho là 1/4 A lớn A lớn, 2/4 A lớn A nhỏ, 1/4 A nhỏ A nhỏ. Phép lai thứ hai nè. Đây là phép lai phân tích nhé các em. Dị hợp lai với đồng hợp lặng thì F1 nhận được 1/2 A lớn A nhỏ, 1/2 A nhỏ A nhỏ. Kiểu gen A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ bằng bao nhiêu? Dị hợp lai dị hợp cho dị hợp 2/4 nè, 2/4 nhân dị hợp cặp B đồng hợp lặng. Này giống trường hợp có A nè, dị hợp lai dị hợp cho ra đồng hợp lặng 1/4 của cặp B nè, 1/4. Nhân tiếp cặp D đồng hợp lặng lai với dị hợp, phép lai phân tích cho ra dị hợp là 1/2. Như vậy 2/4 các em đơn giản, 1/2 nhân 1/4 nhân 1/2 thì chúng ta được là 1/16. Các em chọn cho cô đáp án là câu B. Câu số 5. Câu 5. Bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, loại kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: loại kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D nhỏ D nhỏ bằng bao nhiêu? Cặp A, dị hợp lai với dị hợp cho dị hợp 2/4 nhân cặp B, dị hợp lai với đồng hợp lặng cho ra dị hợp 1/2. Cặp D, dị hợp lai với dị hợp cho ra đồng hợp lặng là 1/4. Vậy 2/4 đơn giản là 1/2. 1/2 nhân 1/2 nhân 1/4 chúng ta sẽ được là 1/16. Các em chọn cho cô đáp án là câu B. Câu 6. Bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, loại kiểu gen A nhỏ A nhỏ, B lớn B lớn, D nhỏ D nhỏ xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: cặp A, dị hợp lai với dị hợp cho ra đồng hợp lặng 1/4 nhân cặp B, dị hợp lai với đồng hợp lặng thì không thể cho được đồng hợp trội, như vậy nhân không. Cặp D, đồng hợp lặng, dị hợp lai dị hợp cho đồng hợp lặng 1/4, 1/4 nhân không nhân 1/4 bằng không. Các em chọn cho cô đáp án là câu A. Câu 7. Bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, loại kiểu gen A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là. Như vậy câu số 7 hơi khó xíu ha. Trước khi làm câu 7, cô ghi lại cho các em sơ đồ lai sau. Chúng ta cộng phần trội lại được 3/4. Dấu gạch này là gì? Gạch này là biểu thị A lên đứng phía sau của A lên trội là A lên trội hoặc A lên lặng. Như vậy kiểu gen A lớn gạch, B lớn gạch, D lớn gạch bằng bao nhiêu? Chúng ta xét cặp A trước. Dị hợp lai với dị hợp A là A lớn gạch nè, 3/4. Dị hợp lai với đồng hợp lặng, đây là phép lai phân tích nha các em, là 1/2. Cặp D, đó là dị hợp lai với dị hợp thì cho ra D lớn gạch ra bằng 3/4. Như vậy chúng ta nhân ở trên lại nha, 3 nhân 3 bằng 9, 4 nhân 2 nhân 4 bằng 32. Như vậy ta được 9/32. Các em chọn cho cô đáp án là câu A. Câu 8. Bố mẹ có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ, lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D nhỏ, loại kiểu gen xuất hiện ở F1 với tỷ lệ là: A nhỏ A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn gạch bằng bao nhiêu? Vậy xét cặp A ha. Dị hợp lai với dị hợp cho đồng hợp lặng 1/4.
nhân. Cặp B, dị hợp lai với đồng hợp cho ra đồng hợp là 1 phần 2 nhân. Cặp D, D lớn gạch là giống trên hết các em, tức là cộng phần trội lại là 3 phần 4 nè. Dị hợp lai với dị hợp thì cho ra 3 phần 4 bằng trên là 3 nha. Rồi, nhân số mẫu phía dưới, 4 x 2 x 4 ta được 32. Như vậy các em chọn cho cô đáp án là câu B. Câu 9, cho phép lai A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ lai với A lớn A nhỏ, B nhỏ B nhỏ, D lớn D lớn. Tỷ lệ hiểu sen được hình thành ở F1 là. Rồi, như vậy kiểu lên nè, A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Trong phép lai này em thấy có xuất hiện một phép lai mới. Cô ghi lại phép lai này cho các em nha. Các em chú ý nhìn phép lai nè. D lớn lai với dị hợp D lớn D nhỏ thì F1 nhận được là 1 phần 2 D lớn, 1 phần 2 D lớn D nhỏ. Rồi, chúng ta xét cặp A. Dị hợp lai với dị hợp cho ra dị hợp 2 phần 4. Cặp B. Dị hợp lai với đồng hợp lặng cho ra dị hợp là 1 phần 2. Cặp D. Dị hợp lai với đồng hợp cho ra dị hợp. Đây nha các em, là 1 phần 2. Như vậy các em bằng ra 2 phần 4 đơn giản là 1 phần 2. 1 phần 2 nhân 1 phần 2 nhân 1 phần 2 thì chúng ta được là 1 phần 8. Như vậy các em chọn cho cô đáp án là câu B. Như vậy là cô vừa chia sẻ với các em bài tập dạng 2. Các em xem video thấy hay hãy cho cô một like và một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các em.